Video tiếp mọi người nhá. Ok. Bí mật đấy mọi người ơi. Lụ luôn. Quá anh em ơi. Lại như này làm gì? Lại như này mình kiếm money xin lời trên con game QH88 anh em nhá. Đây, chính là con game QH88 này. Đấy, thì đây là giao diện chính của nó anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy này. Nó rất là nhiều game hot này. Game nói chung là rất là nhiều game hot thị trường luôn anh em nhá. Đấy, đại lý này. Nó rất là nhiều game hot anh em thoải mái lựa chọn game để chơi anh em nhá. Thì ngoài game hot này ra thì có cả ưu đãi hoàn trả, ưu đãi hoàn nạp này, ưu đãi rất là nhiều ưu đãi luôn này anh em nhá. Đó. Ngoài ưu đãi này ra thì có cái chat này anh em, chat với tất cả anh em bạn bè toàn quốc anh em nhá. Đó, chat trực tiếp nhóm thì chat với nhóm Tele, chat trai xinh gái đẹp nhóm Tele để dưới phần dưới này anh em nhá. Và chat với tất cả anh em miền Bắc luôn anh em nhá. Miền Nam miền Bắc nói chung rất là nhiều luôn. Và phần rút nạp thì rất là đơn giản luôn mọi người. Đây phần nạp đây này, phần rút đây này. Đó, nạp rút thì cực kỳ là nhanh, cực kỳ là uy tín luôn. Nạp thì rất là nhanh và rút thì chỉ mất 2-30 giây thôi nhá. Và ngoài như thế này ra nên nó đang có ưu đãi là đăng ký nạp lần đầu sẽ được tặng 80k đến 100k nha. Đó, rất ưu đãi đúng không? Đấy, các bạn nào mà muốn nhận code ưu đãi nhá thì kích phần mô tả bình luận với phần video này, mình sẽ tặng code miễn phí cho các bạn luôn. Ok chưa? Không phải đây. Đây không phải. Đây. Đấy. Mình sẽ để luôn ở trên đầu này thì tí nữa nó mở ra như thế này. Đấy, mở ra như này. Chỉ lấy nguyên cái này thôi. Ok, khá là hợp lý, mình giải như này. Ok. Lụ 2000 years later. Hello. Hey, hello, my silly. Hello. Mơ, đi chơi đâu con? Con đi chơi đâu ấy con? Nhím, nhím đi chơi đâu ấy? Muốn đấm lưng cho con nhé. Nhím đấm lưng cho bố nè. Mấy giờ rồi anh? Mệt quá. Gần 7 giờ rồi. Cái gì? Gần 7 giờ rồi. Muộn thế rồi á? Ừ. Anh chờ đợi luôn ạ. Đấm lưng cho bố nè con. Anh ở anh nhìn nhá. Đi tắm. Đi tắm. Anh lấy quần áo cho em chưa? Chưa. Mà khi em tắm anh lấy quần áo cho em mà hôm nay không lấy cho em, anh hết yêu em rồi đúng không? Đúng rồi, thay đổi là thay đổi con người, thì cái con người có khăn. Anh hết yêu em rồi. Ai biết em tắm lúc nào lấy quần áo cho em? Thì bây giờ lấy được chưa? Lấy đi. Ok. Càng có cơ hội. Không có gì. Mặc cái gì? Mặc cái gì được? Mặc slip nhá. Không, mặc slip nhá. Mặc váy. Váy đâu, váy đâu? Váy đâu mà mặc? Thì váy đâu? Mặc váy trắng này không? Không, mặc trên váy của em đâu rồi. Trên váy nào? Ơ, để em lấy cho lấy quần chỉ mặc con đi. Ok. Chỉ mặc chân đi. Thế thì phải mặc với áo trắng này mà chuẩn váy mặc với áo trắng này mới hợp lý nhỉ. Đấy, nhìn đẹp mà. Nhưng mà áo này sao hơi hở ti một tí. Hở ti thì bị ở nhà lắm thì, nhưng mà em cũng mặc thôi con. Em mặc một tí xong rồi lúc tối em cho nhím ngủ em lại thay đi, em vứt đi em cởi ra em mặc được. Ok, quá là đẳng cấp luôn. Giời ơi, tiện gần cơ hội đấy. Trời ơi, không có gì cả. Đi đi tắm nhé. Lại mặc áo này. Nhìn thử người ta biết, người ta bảo mình không thay quần áo, mình đúng rồi mình không thay quần áo. Hai màu áo khác nhau về. Ok, thì đi nhanh. Nhìn quần áo biết người ta không tin. Nhìn mọi người ơi, mày đây bố nào. Mày đây bố cho mày đi tắm nào. Nhìn. Thơm. Này, lúc nào cũng thơm ấy cả. Thôi thôi đi, nhanh. Anh kỳ nhưng ngơi không? Thôi. Tí. Hôm nay em rảnh, người ta đang bận, đang có chút việc. Tí ra khác biết. Mọi hôm anh kỳ lưng cho em nha, anh có chờ cả mông nhỉ. Ừ thì mọi hôm nay khác. Hôm nay thì em đi mà kỵ xong tí em ra mà em khác khác biết quả tại sao em không kỵ cho em. Đi đi nhanh tắm nhanh. Chăn chiếu à trình. Ok mọi người. Mình không tiết lộ cho mọi người là biết là một cái bí mật là
lúc nào Hiền đi tắm mình cũng phải lấy quần áo cho này, lấy áo Sleepy Tom các kiểu ấy. Mình nhân cơ hội mình lấy cái áo đấy, đứa nó phải chọn nó mọi người. Ok mọi người, bây mọi người cùng chờ kết quả mọi người. Nhí lại biết bố quay rồi này, bố lại quay vlog chôn mẹ này. Nhí nhờ nhí con hello này, con bye bye đi nào. Yêu rồi này. Trời ơi, ok mọi người cùng chờ kết quả này, để mình giữ cái góc cam khác mọi người. A few moments later. Yêu bố không? Nhìn yêu bố không? Nhìn yêu bố không? Lụng thế em? Sao từ từ anh em mặc váy lụng này? Mặc tân váy lụng này? Hả? Bôi son em bị dở hơi hả? Bôi son? Anh tưởng hôm nay anh bảo là chim. Là chim ở tí nữa là chim sau. Đi về xem nào. Nhanh bôi son đi về xem nào. Đi vào đây xem nào, kiểm tra xem là đúng không nào. Đi em quay kia. Kiểm tra xem là đúng không. Đúng nào không? Gì? Ngứa. Đi ra kia, đi ra kia, để mình đi chuẩn bị đi nấu cơm đi nè. Đi nấu cơm đi kìa. Đi cắm cơm đi, đi nấu cơm đi. Bố mẹ về bây giờ đấy. Anh cắm cơm rồi, bây giờ em xào rau nấu cơm thôi. Đấy, nấu cháo cho nhím nữa. Đấy, đi nhanh nhanh. Ok. Ừ. Ok. Ơ nhờ. Anh chả nhìn xuống giường. Tài thế. Tài thế. Anh đợi một tí nhé. Muốn xem mẹ cái màu tầm quay. Mọi người ơi, hình như là có tác dụng sao. Mình thấy nó nở cái mà. Nó ra là 20 phút rồi. Nó nở cái mà kiểu cái hãi nó nóng. Bây giờ mọi người xem nó nhé. Cái nó em sao đấy? Sao? Gì á? Ngứa. Ngứa chắc là áo dị ứng rồi. Nấu đi ngon lên, ấy nhím phát đấy. Đúng rồi, không làm gì đấy. Đi đi vào phòng đi, bố cho con ngủ này. Ngủ đi không hả? Dám lắm. Mẹ gì nữa, dám cơ. Ấy tắt. Con nóng nóng cái sát cái gì á? Đây con mình con chơi. Khó đấy. Chịu vậy. Chơi đấy, con chơi đấy, con chơi. Con chơi đấy mà, con chơi đây nè. Sao lại khó chịu, gióng gióng nát nát là sao? À, biết được cái. Hay là cái áo em trúng con sâu hay cái gì không? Trúng cái gì không? Xem đi em. Qua đây xem nào. Áo thì vẫn cái áo trắng anh ấy rồi, anh cho mặc rồi. Sao? Nó như thế nào? Sao nó nóng ấy? Nó nóng mưa nữa. Giáp bị nóng lắm. Anh thổi cho đưa, anh thổi cho xem nào. Được chưa? Cởi. Ơ điên à, cởi. Cởi đi, đi vào nhà vệ sinh, cởi đi đây. Em với anh làm như kiểu là người ấy. Người ấy là người gì? Đưa xem nào. Sao? Ui giời, đây thì vẫn là áo anh đấy còn gì? Đâu? Sao nó lại như này đây, như nào? Có cái gì đâu mà ngửi? Nó nuôi sữa tắm của em mà. Ừ, có cái gì đâu mà ngửi? Hôi hôi, à thơm thơm với cả hơi hắc hắc mà không ngửi đấy à? Thơm. Thơm thì thơm rồi nhưng mà bây giờ hơi thì... Em là đỏ lên rồi. Đỏ thì đỏ chứ thì ta biết tại sao nó đỏ. Ừ, em đi tắm lại. Biết sao nó đỏ không? À, biết được đấy. Có ớt thì chả đỏ, ớt chỉ thiên chả đỏ. Không, anh đang bảo là vừa anh ăn ớt cay nó đỏ. Anh làm gì hiểu không? Em vừa ăn ớt đúng không? Em vừa ăn ớt cay nó xong rồi em... Em không bao giờ ăn ớt, anh vừa nói cái gì? Anh bảo gì? Anh bảo là áo ớt chỉ... À không phải, anh vừa... Anh vừa bảo anh ăn ớt cay nó đỏ. Giống đầu hởi luôn, không ăn đầu. Làm cái gì? Có làm cái gì đâu? Có làm cái gì đâu? Anh biết mà, môi anh... vào đầu ti của em nữa. Ây cay như nào, rát như nào, may em không cho con ti nhá. Em cho con ti như nào? Anh phải căn giờ, à không, anh... Thì anh cũng làm gì đâu mà. Mày, đưa chi với tầm bôi tầm bôi. Trời ơi, áo này là cái áo bình thường đây, đây. Đâu có gì đâu.
chắc em vừa ăn ớt cay rồi. Nhờn thế nhở? Sao đâu, áo bình thường nhé, đẹp như này lấy đâu ra tí ớt nào nhỉ? Nhím 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 làm gì thấy có ớt này con nhỉ? Con bảo ạ đi à? Đúng rồi nhỉ, đúng không? Đấy đúng rồi, ạ luôn, thấy chưa? Ôi già ôi, đỏ hết cả lên rồi. Không có gì cả. Em đùa với anh ấy. Anh có làm cái gì đâu, em muốn đùa cái gì. Mai em xem video em khóc biết. Mai em bay xem lại video em khóc biết nhá. Đi tắm lại đi nhanh lên, không dạ, mẹ lại mẹ lại phồng hết lên, nâng không khỏi phải nâng lực bây giờ ấy. Tí nó phồng to lên gấp đôi bây giờ ấy. Ok mọi người. Đấy, đẳng cấp cho mọi người. Mà chôn của mình nó phải là đẳng cấp, đến từ vị trí Tuấn Anh nó phải đẳng cấp chứ mọi người. Đấy, ai mà thấy clip mình hay nha, nhớ cho mình xin đăng kênh. Cái gì con? Một like để ủng hộ gia đình mình, à ủng hộ mình mọi người nha. Áo này chắc là mình mang đi vứt luôn mọi người, chắc nó không dám mặc nữa đâu mọi người. Ăn ớt được, vừa nãy mình chẹt chẹt ớt chỉ thiên hơi nhiều mọi người ạ. Thôi, bây giờ thì phải kết thúc clip rồi, đi kỳ đầu này cho nó không cay chết được, nhím tí được mọi người.